Xin chào tất cả các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái cảnh này ở chỗ này nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn thêm một cái công thức nhỏ nhỏ như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.